Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được sức khỏe bình an, vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, có cơ hội trúng số, đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tổng trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Đúng 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, đổi đời giàu sang, tiền vàng nước két. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, không phán xét đúng sai, kênh Minh Đường Tử Vi chúng tôi chỉ đưa ra nhận định. Còn đâu hãy cứ sống theo cách Đinh Tỵ mong muốn, chỉ là đến một lúc nào đó nhìn lại, Đinh Tỵ cần thành công mà chống đỡ cuộc đời. Lúc đó 50, 60 tuổi rồi, liệu có quá muộn khi nói đến nỗ lực hay không? Người sống trên đời nào có ai tách ra được giới hồng trần, nào có ai thoát được quy luật sinh lão bệnh tử, vật chất hư dinh. Vậy nên, nếu không thể thoát khỏi dòng nước, không thể bơi ngược dòng, thì hãy xuôi dòng mà tiến bước. Đừng để chất xám lẫn tài năng của bản thân trở nên uổng phí, trở thành một bóng mờ nơi nhân thế. Cổ nhân từng nói, nghèo khổ và khó khăn không cho thấy thấp hơn người khác một bậc, phú quý hào hoa cũng không cho thấy hơn người ta một cấp. Khi có người sống ở đời không thể nào luôn luôn thuận buồm xuôi gió, sẽ luôn tồn tại khó khăn và thất bại trực chờ sẵn, điều này còn phụ thuộc vào thời vận. Vậy thì vận là gì và liệu con người có thoát khỏi số phận của mình hay không? Đây là lời trăn trở đã được truyền qua, đời người có người chẳng có chút tài cán gì cũng làm nên tiền của. Có người dù tài giỏi đến mấy vẫn xa cơ, người đời hay gọi đó là do chưa gặp thời, từ đó tận dụng thời điểm vàng để nắm bắt cơ hội sẽ chuyển vận mệnh. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Đinh Tỵ lưu ý điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường, vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, nếu bạn có thể thay đổi một quyết định nào đó trong cuộc đời bạn, điều đó sẽ là gì? Là lúc bạn lựa chọn công việc mới hay là thời điểm bạn chọn thành phố bạn sinh sống, lúc bạn quyết định đầu tư hay khi bạn quyết định bỏ cuộc? Thực ra khi nghĩ sâu về câu hỏi, quá nữa chúng ta sẽ lựa chọn thay đổi những quyết định về gắn bó cuộc đời mình với một ai đó, cái suy nghĩ cổ hủ. Nếu không gặp người đó, cuộc đời mình có lẽ đã khác. Nếu không hợp tác với người đó, chắc mọi thứ đã không dở dang thế này. Nếu không tin tưởng người đó, chắc sẽ không có những nỗi niềm suy tư. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ thường thức của nhân loại trong cái thời buổi hiện giờ. Gặp một ai đó, tin một ai đó, yêu một ai đó, thương một ai đó, chân thành với một ai đó, rồi đổi lại những nỗi đau, những pha lật mặt nhanh hơn lật sách, những tình tiết nhiều khúc chiết lắm mỏi mệt từ nhân tâm, nhân tính. Thứ mà ta cứ ngỡ chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết dài kỳ, nhưng về cơ bản ta không thể thay đổi bất kỳ điều gì trong quá khứ cả. Nên đấy chính là một câu hỏi giả định, để anh chị ngẫm xem nếp gấp hay ngã rẽ đưa cuộc đời bạn suy tàn là cái đoạn nào. Chỉ có vậy, vì không để thay đổi quá khứ, nên anh chị có thể chấp nhận hiện tại, vui mừng với con người mình ở thời điểm bây giờ,
bao điều trải nghiệm bạn đã có, bao khúc triết vướng mắc mà bạn đã trải qua là cơ sở để hình thành nên cá tính, nhân cách, nhận thức của bạn ở thời điểm bây giờ. Lại nói, cái số đã mất tiền thì không mất ở lúc này thì cũng mất ở lúc khác, không mất bằng cách này thì cũng mất bằng cách khác. Cái số của Đinh Tỵ đã thân tâm vất vả, thân tự lập thân, rồi cuối cùng lại đơn độc, canh cô, thì không chọn nhầm người này thì cũng sẽ chọn nhầm người khác. Vì cuộc đời họ là xuống đây để nhẹ bớt nghiệp lực, nên những thử thách về tâm tính, tình cảm của họ sẽ dày đặc và phong phú hơn khi so với người bình thường. Nên chắc vì ta bỏ đường mà ta đang đi, thì đi đường khác ta sẽ không lao vào bụi rậm. Chắc vì ta bỏ người này mà chọn người khác, thì đã đỡ được vất vả. Suy tư, rồi một ngày Đinh Tỵ sẽ được yêu, rồi một ngày Đinh Tỵ sẽ được thương, rồi một ngày Đinh Tỵ sẽ được quan tâm, rồi một ngày Đinh Tỵ sẽ không còn cô độc. Rồi một ngày Đinh Tỵ sẽ hiểu cái gì xảy ra là vì nó cần phải xảy ra. Nó có thể khiến Đinh Tỵ mệt mỏi đôi chút, vướng bận suy tư vài phần, nhưng tất cả là để kiện toàn hoàn mỹ cái bức tranh vĩ đại của nhân sinh, là sự chuẩn bị cho những điều cái mệnh mà Đinh Tỵ xứng đáng được hưởng. Sau bao nhiêu ngày vất vả ngược xuôi, nên hãy cứ khóc đi nếu Đinh Tỵ đang chán nản, hãy cứ cười lên nếu Đinh Tỵ thấy cay đắng, rồi cứ bình lặng khi bị hoang mang phủ đầy tâm trí, vì càng lúc tối tăm, tuyệt vọng cũng tức càng là thời điểm ánh sáng đang cận kề rồi. Đừng để nỗi đau ở quá khứ hay cái không rõ ràng, sợ hãi về tương lai phá hỏng sự yên bình và kiên trì của Đinh Tỵ ở hiện tại. Và nhớ rằng, không ai có thể truyền lửa hay động viên, hay tiếp sức, tiếp lời cho Đinh Tỵ mỗi ngày cả. Kỷ luật là thứ mà Đinh Tỵ bắt buộc phải duy trì để lấy ngày ngẩng đầu nhìn trời quang minh, gửi đến Đinh Tỵ một người đang bần thần lạc lối, mọi việc rồi sẽ ổn mà thôi, cố gắng lên Đinh Tỵ nhé. Người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thuộc hành thổ trong ngũ hành giới thiên can đinh, thuộc hành quả, tượng trưng cho sự ấm áp, bền bỉ và khả năng chiếu sáng, kết hợp với con giáp Tỵ, biểu tượng của sự khôn ngoan, tinh tế và bí ẩn. Tuổi Đinh Tỵ mang trong mình năng lượng của sự sáng tạo và sự thấu hiểu sâu sắc. Người tuổi Đinh Tỵ thường có tính cách trầm lặng, sâu sắc và kín đáo. Họ là những người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng bên trong lại ẩn chứa một trí tuệ sắc sảo và khả năng phân tích tình huống rất tốt. Thiên can đinh thuộc hành quả mang đến cho họ sự nhiệt tình, đam mê nhưng được điều tiết một cách khéo léo và tinh tế. Họ thường có một tầm nhìn xa và khả năng lập kế hoạch chiến lược cho tương lai. Những người tuổi này thường rất thận trong lời nói và hành động. Họ thích làm việc một cách âm thầm, không ồn ào nhưng lại đạt được hiệu quả cao. Người tuổi Đinh Tỵ có được sự khôn ngoan và khả năng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Họ thường sẽ không vội vàng đưa ra quyết định mà thích phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi hành động. Tuy nhiên, người tuổi Đinh Tỵ đôi khi có thể trở nên quá bí ẩn và khó gần gũi. Sự kín đáo và trầm lặng của họ có thể khiến người khác cảm thấy khó hiểu và thiếu sự kết nối. Tuổi Đinh Tỵ cần học cách mở lòng hơn, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình với những người xung quanh để xây dựng mối quan hệ bền vững. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Đinh Tỵ hiểu rằng sự khôn ngoan và khả năng phân tích là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự cởi mở và lòng chân thành. Họ nhận ra rằng, để thật sự hạnh phúc và thành công thì không chỉ cần có trí tuệ và sự thận trọng, mà còn phải biết lắng nghe và chia sẻ với người khác. Họ học cách cân bằng giữa việc bảo vệ bản thân và việc xây dựng mối quan hệ xã hội để có thể tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn hơn người. Người tuổi Đinh Tỵ cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là việc đạt được những mục tiêu cá nhân mà còn là về việc tạo ra những giá trị chung đóng góp cho cộng đồng. Họ học cách sử dụng sự khôn ngoan và khả năng phân tích của mình để giúp đỡ người khác, mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho xã hội. Họ hiểu rằng hạnh phúc thật sự đến từ việc cho đi và chia sẻ từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Trong các mối quan hệ, người tuổi Đinh Tỵ luôn cố gắng duy trì sự chân thành và lòng tin cậy. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ và bảo vệ người khác. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững, cần phải có sự tôn trọng, hiểu biết và lòng khoan dung. Họ luôn nỗ lực để tạo ra một môi trường hòa hợp và yêu thương trong gia đình và xã hội. Người tuổi Đinh Tỵ với sự kết hợp giữa trí tuệ sắc sảo và sự thận trọng là hình ảnh của một con người sâu sắc và tinh tế. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ khôn ngoan và có khả năng phân tích, mà còn biết cách sử dụng những phẩm chất đó để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Chính sự hòa quyện dưới sự ấm áp của hành quả và sự tinh tế của con giáp Tỵ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Đinh Tỵ, mang đến cho họ một cuộc sống thành công,
hạnh phúc và đầy giá trị. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch, thời điểm này mang khí kim, vì vậy chúng ta sẽ mang cho mình khí chất cứng cỏi, quả quyết của hành kim. Tuy nhiên, tra cứu nguyên gốc trong từ điển thì bạch nghĩa là sắc trắng, lộ nghĩa là sương mù. Có thể thấy thời điểm này có ngũ hành kim cực dượng đến những người mệnh thổ thì tiêu hao khá nhiều các khí, không gian chủ yếu là tính âm nhiều hơn, càng khiến ngũ hành kim mạnh mẽ, người mệnh mộc vì thế chịu nhiều kiểm soát khắc khổ. Hành khí trói buộc khiến tinh hoa bản mệnh khó mà phát triển, còn người mệnh thủy và mệnh mộc là yên bình, thoát cửa hiểm nguy. Đây là bộ lý thuyết luận đoán vận mệnh của 12 con giáp theo ngũ hành tiết khí. Sự vận chuyển của trời đất được thể hiện qua khí hậu và không gian sống xung quanh ta. Xem tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024 thấy rằng, trong phương diện công việc và sự nghiệp, nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân, Đinh Tỵ không ngại nêu lên ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa, bản mệnh đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này. Thời điểm này, nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Đinh Tỵ. Nếu Đinh Tỵ biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Về phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ những đóng góp lớn lao cho tập thể, Đinh Tỵ nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí có người được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bạn không ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, dám làm việc mà không ai dám làm, nên sẽ có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ thấy rằng, rất tiếc rằng trong chuyện tình cảm, đôi khi vợ chồng Đinh Tỵ vẫn còn mâu thuẫn với nhau. Có lẽ ai cũng tự cho là mình đúng nên chẳng hề có ý định lắng nghe người còn lại. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn đều có thể hóa giải nếu bạn biết nhường nhịn đối phương. Vợ chồng hơn thua nhau không đem lại ý nghĩa gì. Tốt nhất hai người đều cần phải chín bỏ làm 10, bao dung hơn cho nhau. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho thấy con đường sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Người tuổi Đinh Tỵ cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bản thân đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách chối từ riêng. Chính vì tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều so với đồng nghiệp xung quanh. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của cá tính chủ động, thích kiểm soát tình hình, giúp cho tuổi Đinh Tỵ có một tinh thần cứng như thép trong thời điểm này. Điều này là vô cùng cần thiết để Đinh Tỵ đối mặt với những trở ngại, không chịu chùn bước với khó khăn trước mắt. Trong công việc, Đinh Tỵ không ngừng làm mới để tạo cảm hứng cho bản thân. Đinh Tỵ có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng thú vị, đồng thời có một tinh thần mạnh mẽ, vượt qua các chướng ngại vật. Nhưng đừng vì kiêu căng hay cao ngạo mà dễ bị người khác ghen ghét, tức giận hoặc cố tìm cách làm hại bạn cho bỏ tức. Do đó, trong cách hành xử hàng ngày, bạn nên trò chuyện một cách từ tốn, kiên nhẫn với mọi người nhé. Theo thời gian, mọi thứ dần dần sẽ ổn định hơn. Khi loại bỏ được những trục trặc ban đầu, bạn sẽ có những bước tiến thuận lợi ở giai đoạn sau. Những người đang tìm kiếm việc làm có thể nhận được những lời đề nghị hấp dẫn để bắt đầu sự nghiệp. Những người làm công ăn lương có thể được tăng lương cũng như có sự thăng tiến đáng kể. Các tinh đế dượng xuất hiện là dấu hiệu thời điểm này cơ hội để Đinh Tỵ được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của Đinh Tỵ trước nay chắc hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước.
Với người làm lãnh đạo, bản mệnh cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng. Đinh Tỵ hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để có thể hoàn thành những tiêu lớn lao. Tuy nhiên, thời điểm này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến kẻ tiểu nhân gây rối, khiến công việc của Đinh Tỵ gặp phải đôi chút trục trặc. Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ âm cho rằng, chỉ cần bạn bình tĩnh và tỉnh táo thì hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ cho bản mệnh cũng có cơ hội thu tiền vào đầy túi trong thời điểm này. Mọi công việc Đinh Tỵ bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, Đinh Tỵ khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế, bởi bạn có cái nhìn mới mẻ và dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Tuy nhiên, một vài thời điểm, Đinh Tỵ vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu, để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Tình hình tài chính thêm phần rực rỡ, nhất là những ai biết nắm bắt thời cuộc, tìm cách kinh doanh, cho dù mọi người chán nản, bỏ bê, có thể nói thời điểm này bạn đang có lộc, do đó cần tập trung nắm bắt và tận dụng hết những gì mình đang có. Sao Thiên Vũ nâng đỡ cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi này thuận lợi hơn, kinh doanh và đầu tư nhờ đó mà có lợi, với những ai năng động có thể gặt hái được kha khá lợi nhuận như mơ ước. Bản mệnh cứ chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua, tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua nhà cửa, sắm sửa thêm cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, Đinh Tỵ nên để dành một khoản nhỏ để làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc này không ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, mà còn mang lại cho Đinh Tỵ không ít niềm vui khi cùng san sẻ vất vả với người khác. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, biết rằng phương diện tình duyên của người tuổi Đinh Tỵ lại không được lý tưởng, dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đây là lúc Đinh Tỵ cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Nếu đã lập gia đình, Đinh Tỵ cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn, đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, Đinh Tỵ cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng Đinh Tỵ không quá lớn. Chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi chuyện đều có thể nhanh chóng khắc phục. Đối với người còn độc thân, trên thực tế thì bạn có được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, Đinh Tỵ nên mở lòng hơn để tiếp xúc với mọi người, chớ nên sống mãi trong thế giới riêng. Trước khi tiếp xúc, giao lưu với mọi người, bạn mới nhận ra ai là người tốt, ai là người phù hợp với mình. Đừng nên giữ những quan điểm tiêu cực. Nhìn chung bình ổn trong gia đình, bản mệnh hãy giữ thái độ bình thường và không nên tỏ ra hơn thua đúng sai, tránh kiêu căng, bảo thủ và những phản ứng nóng giận, cáu gắt. Thay vào đó, hãy thể hiện lòng kiên nhẫn, sự thông cảm và lắng nghe, tôn trọng quan điểm và ý kiến của người khác cũng là một cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng,
người tuổi Đinh Tỵ giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến Đinh Tỵ luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, nhiều công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc khi mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe, mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục, thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh, sảng khoái hơn, mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp dự báo, người tuổi Đinh Tỵ có vận trình cân bằng, ác, hung, họa, phúc đều có đủ. Đây sẽ là thời điểm thử thách khá nhiều với tinh thần của bạn, bởi có nhiều vướng mắc tình cảm phải giải quyết, quan hệ xã giao, quan hệ tình thân, quan hệ tình ái. Tuổi Đinh Tỵ được sao tử vi nâng đỡ, rất có lợi cho sự nghiệp và tài lộc. Tuổi Đinh Tỵ tiến thân bằng năng lực, nỗ lực làm việc và có kiến thức chuyên môn vững vàng, nên có vị thế khá cao. Nhưng nếu không xử lý tốt quan hệ với đồng nghiệp thì đây sẽ là cản trở lớn trong đường thăng tiến. Vận tài lộc trong những ngày này khá, tuy người tuổi Đinh Tỵ không quá rủng rỉnh, dồi dào, nhưng đủ ăn, đủ tiêu. Đinh Tỵ thích gì có thể mua nấy, tự phục vụ bản thân mình. Lưu ý, không nên tham lam bất nghĩa hay nhận quá nhiều quà tặng của người khác, vì bạn có điềm báo họa về tiền thì phi liên quan tới tiền đó, kiếp tài mang tới, tới lúc đó không chỉ tiền mất mà còn tật mang đấy. Chuyện tình cảm chính là phương diện đáng lưu tâm nhất của tuổi Đinh Tỵ trong thời điểm này. Nói đi cũng phải nói lại, đều do bạn quá khinh suất, vô tâm, ứng xử không có đầu có cuối, nên từ đồng nghiệp cho tới người yêu, người thân đều không hài lòng. Bản mệnh cần tự kiểm điểm và thay đổi thái độ theo hướng tích cực hơn. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 13, 55, 29 và 04. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xem tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch cho người tuổi Đinh Tỵ thấy rằng, bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết rằng, bước vào đầu trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch mà chính mình sẽ có nhiều biến cố đến vậy. Về cơ bản thì vận trình vui nhiều hơn buồn, phúc nhiều hơn họa, nhưng lại hay thay đổi lên xuống bất chợt, khiến cho bạn nhiều phen thót tim. Ví dụ như công việc ngày đầu đang suôn sẻ là thế, có chính quan nâng đỡ, hanh thông, làm đâu tốt đó, mà đến ngày giữa lại đục đục, gián đoạn. Bạn liên tiếp mắc sai lầm, một phần do không may, phần còn lại là quá ỷ vào chính quan, không tự mình cố gắng nên không bắt kịp với yêu cầu thực tiễn. Vận trình tài lộc cũng vậy, ngày đầu thời điểm này cũng tương đối rủng rỉnh, nhưng đến ngày giữa thì đại hao tìm đến, tự dưng mất một khoản khá to. May mà sau đó thiên tài bù lại, bạn kiếm được khoản khá không tới mức khó khăn, chỉ là tuổi Đinh Tỵ được một phen lo lắng, mất ăn mất ngủ mà thôi. Điểm mạnh của người tuổi Đinh Tỵ là tinh thần lạc quan, tự chủ, biết nắm bắt thời cơ và không ngại gian khổ, dù đối diện với tình huống không thuận lợi. Bạn cũng không hề buông xuôi mà ngược lại bình tĩnh, xử lý tìm ra phương án tốt nhất để đối phó, từ đó, vận may cũng mỉm cười, bạn sẽ vượt qua sóng gió. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 50, 88, 46 và 09. Bí quyết cải mệnh của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Thật ra rằng con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người. Khi ấy hạnh phúc chưa được nhân đôi, còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa. Cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác, cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi.
hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên tinh tú này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Ngoài ra, người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn này cần chú ý vấn đề ăn uống, phòng tránh vấn tình trạng bị ngộ độc thực phẩm nguy hiểm. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn. Không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Đối với nữ mạng tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, trong nhà có hỷ tính. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn tam kheo. Gặp hạn tam kheo thì nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tỵ 2024, tiến vào năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng sinh năm 1977 gặp vận niên hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mồi để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài,
chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm. Mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.